Buổi chiều ngày đầu tiên ở Phú Quốc thì mình sẽ ra dinh Cậu thắp nén nhang. Dinh tọa lạc trên một gành đá quay mặt ra biển ở cửa rạch Dương Đông. Phương à? Không rõ dinh Cậu có từ năm nào, có nguồn cho rằng nó có từ thế kỷ 17. Chỉ biết ngôi dinh hiện nay được xây dựng vào ngày 14 tháng 7 năm 1937 và được trùng tu vào ngày 14 tháng 7 năm 1997. Đúng như những lời đồn đại, dinh Cậu tọa lạc tại một vị trí rất đẹp trên một gành đá có hình thù kỳ quái vươn ra biển. Dinh Cậu sừng sững hiên ngang trước sóng to gió lớn, gành đá thiên tạo như chai núi hình thù rất là mắt, ba bề sóng vỗ xung quanh là bãi đá lô nhô. Có lẽ vì điều đặc biệt này không nơi nào có được nên dinh Cậu được xem như là biểu tượng đặc trưng của đảo Phú Quốc. Tối đến thì mình đi tham quan chợ đêm Phú Quốc. Yeah.
gỏi đu đủ Thái là một món ăn khá nổi tiếng tại Việt Nam gần đây, cũng như cái tên nó có nguồn gốc từ Thái Lan, tên trong tiếng Thái của nó là Tom Tam. Đây là một loại gỏi cay, nguyên liệu chính là đu đủ xanh, bào sợi, som tàm, tương tự như món gỏi tam mắc hung của Lào và món gỏi bốc hung của Campuchia.